Cô chào các em. Như vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong tiết học này nữa rồi. Và hy vọng rằng hai tiết học này sẽ là hai tiết học cuối cùng kết thúc chương trình học online của chúng ta. Và tuần sau, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, ngày thứ hai, chúng ta sẽ cùng gặp nhau tại mái trường Nguyễn Bình Khiêm thân yêu. Các em thân mến, ở tiết trước cô vừa ôn tập cho các em nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc là đoạn trích. Và hôm nay cô sẽ tiếp tục ôn tập cho các em nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Các em lấy vở ghi bài cho cô, tiết 129-130, nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Ôn tập nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Tương tự, chúng ta cũng đi vào phần 1 La Mã là ôn tập lại khái niệm thế nào là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. Phần 2 là các bước làm bài. Thì nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cũng giống như nghị luận về tác phẩm truyện, đoạn trích, thì chúng ta đều phải thực hiện theo 4 bước. Bước 1 là tìm hiểu đề và tìm ý. Bước thứ 2 lập dàn bài. Bước thứ 3 viết bài. Và bước thứ 4 là đọc lại bài và sửa chữa. Về bố cục thì chúng ta cũng nhớ là bố cục phải có 3 phần rõ ràng. Mở bài, giới thiệu đoạn thơ, bài thơ. Bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình. Thân bài lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. Kết bài là khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ. Bây giờ cụ thể đi vào cái cách làm bài, đặc biệt là cách viết phần mở bài. Cho bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, cô sẽ hướng dẫn các em cách viết phần mở bài. Để đạt được yêu cầu, chúng ta cũng cần phải có khoảng 4-5 yếu tố cơ bản trong cái phần mở bài của mình. Các yếu tố đó sẽ bao gồm chủ đề, tác giả, tác phẩm, nghệ thuật, nội dung và nhận xét, đánh giá. Như vậy, để đạt được 4-5 yếu tố thì đoạn văn chúng ta mới đạt yêu cầu. Như vậy đoạn văn mở bài phải có khoảng 4-5 câu văn. Thì cũng giống như cái phần cô đã hướng dẫn các em về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích rồi, thì cái phần này nó cũng tương tự như vậy. Các em quan sát cái phần mở bài. Thứ nhất, mùa xuân là một đề tài quen thuộc của thơ ca, là nguồn cảm hứng vô tận cho các thi nhân sáng tác. Nhắc đến chủ đề này, không thể không nhắc đến Thanh Hải, một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu. Mùa Xuân Nho Nhỏ là một bài thơ hay được sáng tác năm 1980 khi ông đang nằm trên giường bệnh, sắp từ giã cuộc đời. Với thể thơ 5 tiếng, lời thơ trong sáng, giàu nhạc điệu, bài thơ là tiếng lòng thiết tha yêu đời, yêu cuộc sống và ước nguyện được cống hiến sức mình cho đất nước. Như vậy, các em quan sát ở cái phần mở bài số 1 của cô thì các em sẽ thấy xem nó được đạt được mấy yếu tố. Thứ nhất, câu đầu tiên giới thiệu chủ đề. Mùa xuân là đề tài quen thuộc. Rồi, câu tiếp theo, câu thứ hai là giới thiệu về tác giả Thanh Hải. Câu thứ ba là giới thiệu về tác phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ, hoàn cảnh sáng tác. Câu thứ năm là gộp lại trong đó nó vừa có yếu tố nghệ thuật và nội dung. Như vậy 1, 2, 3, 4 câu, và trong đó có 5 yếu tố. Như vậy là đây là một cái mở bài đạt yêu cầu, mở bài một cách trực tiếp. Cô giới thiệu cái mở bài thứ hai gián tiếp.
Mùa xuân vốn là đề tài quen thuộc của thi nhân từ xưa đến nay. Nếu như họa sĩ dùng đường nét và màu sắc, nhà sĩ dùng giai điệu và âm thanh, thì thi sĩ lại dùng ngôn từ để diễn tả cảm xúc của mình, đặc biệt là tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước. Ta đã từng bắt gặp một sắc cỏ xuân non tơ trong thơ Nguyễn Du, một nét xuân chín rạo rực trong thơ Hàn Mặc Tử, hay một mùa xuân xanh tươi tắn nhẹ nhàng trong thơ của Nguyễn Bính. Và thật xúc động biết bao khi ta được hòa mình vào mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ xứ Huế Thanh Hải, để rồi hiểu hơn, yêu hơn và trân trọng hơn cuộc sống này. Và một cái mở bài thứ ba: mùa xuân là nguồn cảm hứng dạt dào trong thơ ca. Bằng tài năng và những cảm nhận tinh tế, các nhà thơ, nhà văn đã đưa mùa xuân vào thế giới nghệ thuật với những đường nét, dáng vẻ thật đẹp, thật độc đáo. Đó là mùa xuân con én đưa thoi trong truyện Kiều của Nguyễn Du, là mùa xuân căng tràn sức sống ở thời tươi nhưng cũng ngắn ngủi, hữu hạn trong vội vàng của Xuân Diệu. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua. Thanh Hải cũng đóng góp cho thơ ca một mùa xuân đặc biệt. Mùa xuân ấy không quá sức lộng lẫy mà ấn tượng bởi vẻ đẹp giản dị, với sắc tím của bông hoa, với âm thanh du dương vang vọng của chim chiền chiện, và đặc biệt hơn cả, mùa xuân ấy còn được điểm tô bởi cái tình của người thi sĩ, tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước thiết tha của nhà thơ được thể hiện trong lời ước nguyện chân thành muốn góp mùa xuân nho nhỏ để làm nên mùa xuân lớn của đất nước. Về phần thân bài thì các em sẽ lần lượt triển khai các cái luận điểm tương ứng với từng khổ thơ, từng cái luận điểm chính. Một là cảm xúc của mùa xuân, thiên nhiên, đất trời. Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời. Phần thứ hai là cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của đất nước. Phần thứ ba là ước nguyện chân thành được cống hiến của tác giả. Và phần thứ tư, lời ngợi ca quê hương qua điệu dân ca xứ Huế. Và sau đó thì các bạn đi vào cái phần kết bài, nhận định đánh giá về tác phẩm. Kết bài thứ nhất. Trong bài Mùa xuân nho nhỏ, nhà thơ Thanh Hải đã mở ra trước mắt người đọc một mùa xuân thật đặc biệt. Đó không phải là mùa xuân là cả một mùa xanh của Nguyễn Bính, cũng không phải sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời trong thơ Hàn Mặc Tử, mà là một mùa xuân nho nhỏ với sắc tím của cánh hoa, tiếng du dương của chim chiền chiện, với cái long lanh của giọt sương. Có lẽ nét đặc biệt nhất trong bức tranh mùa xuân của Thanh Hải đó chính là sự hiện diện của cái tôi yêu cuộc sống, yêu đất nước thiết tha, khắc khoải. Tình yêu ấy không chỉ bộc lộ trong niềm hân hoan, niềm tin trước cuộc sống mới của dân tộc sau giải phóng, mà còn kết tinh trong ước nguyện chân thành muốn dâng hiến mùa xuân nho nhỏ của bản thân để góp phần làm nên vẻ đẹp của mùa xuân lớn đất nước. Kết bài thứ hai. Mùa xuân nho nhỏ được nhà thơ Thanh Hải sáng tác năm 1980, vào những ngày tháng cuối đời của nhà thơ. Bởi vậy, qua bài thơ, độc giả không chỉ cảm nhận được bức tranh mùa xuân tươi tắn, sống động, mà còn cảm động bởi tình cảm dạt dào, sâu lắng của nhà thơ dành cho thiên nhiên đất nước. Tình yêu cuộc sống, tình yêu đất nước của nhà thơ không chỉ thể hiện qua những cảm nhận tinh tế về sự sống bừng nở của vạn vật khi xuân về, mà còn là niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước, cùng lời ước nguyện chân thành muốn lặng lẽ dâng cho đời một mùa xuân nho nhỏ nhưng đầy nhiệt thành tha thiết. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu cách viết phần mở bài cho bài thơ Viếng Lăng Bác, cũng như là triển khai các cái luận điểm ở phần thân bài và cách viết mở bài và kết bài, cũng như bài Mùa xuân nho nhỏ. Thì cách viết mở bài cho bài Viếng Lăng Bác cũng như thế, phải đạt được khoảng 4 đến 5 yếu tố trong các yếu tố đã nêu. Mở bài thứ nhất: Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, con người vĩ đại nhất trong trái tim mỗi người Việt Nam. Hào quang về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người cũng là nguồn cảm hứng bất tận để các nhà thơ, nhà văn chấp bút, để viết nên những ca từ thật đẹp đẽ, thật xúc động. Chúng ta đã bắt gặp rất nhiều
Những án thơ văn hay viết về Bác, đó là Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ, là Bác ơi của Tố Hữu, và ta cũng từng bồi hồi xúc động khôn xiết trước cuộc viếng thăm đầy cảm xúc của nhà thơ người Nam Bộ Viễn Phương trong bài thơ Viếng Lăng Bác. Bằng ngôn từ bình dị mà chứa chan cảm xúc, Viễn Phương đã thể hiện đầy tinh tế, xúc động, nỗi lòng của người con miền Nam khi lần đầu được ra thăm Lăng Bác. Đó không chỉ là tình cảm yêu mến, trân trọng và xót xa của Viễn Phương trước sự ra đi của Bác, mà đó cũng chính là những tình cảm chung của hàng triệu con người Việt Nam. Mở bài thứ hai là mở bài gián tiếp. Viễn Phương là cây bút tiêu biểu có nhiều đóng góp cho nền văn học miền Nam hiện đại. Trong chiến tranh, ông hướng ngòi bút của mình về cuộc chiến tranh, lên án sự bạo tàn của thế lực ngoại xâm, ca ngợi những người mẹ, người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Sau giải phóng, thơ ông tập trung bút lực vào cuộc sống, con người với những vần thơ giản dị mà tha thiết. Một trong những sáng tác nổi bật nhất làm nên tên tuổi của Viễn Phương trên văn đàn Việt Nam là Viếng Lăng Bác. Bài thơ được sáng tác năm 1976, trong nỗi xúc động khi lần đầu được ra thăm Lăng Bác. Nhà thơ đã thể hiện tình cảm kính yêu, sự biết ơn vô hạn của nhà thơ cũng như của hàng triệu con người Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở phần thân bài, các em cũng lần lượt triển khai các cái luận điểm chính tương ứng với các cái khổ thơ, bốn khổ thơ. Một là cảm xúc của tác giả trước cảnh quan bên ngoài lăng. Hai là cảm xúc của nhà thơ trước hình ảnh dòng người vào lăng viếng Bác. Thứ ba là cảm xúc của tác giả khi đứng trước di hài của Bác khi ở trong lăng. Thứ tư là cảm xúc của tác giả trước lúc ra về. Và sau đó là phần kết bài. Như vậy ở đây cái kết bài thứ nhất, các em chú ý. Đã có rất nhiều án văn thơ bất hủ viết về Bác, về sự nghiệp cách mạng sáng ngời của người. Viếng Lăng Bác của Viễn Phương xứng đáng góp mặt trong những thi phẩm xuất sắc nhất viết về Bác. Bằng tình cảm trân trọng kính yêu của người con miền Nam, Viễn Phương đã nói lên tình cảm của hàng triệu con người Việt Nam dành cho vị cha già dân tộc. Bác sẽ luôn là ánh mặt trời sáng nhất, ấm áp nhất trong trái tim mỗi con người Việt Nam. Hình ảnh về Bác, về sự nghiệp và cuộc đời của Bác đâu chỉ gây xúc động cho Viễn Phương, cho con người dân tộc Việt Nam, mà còn là người truyền cảm hứng cho rất nhiều con người dân tộc trên thế giới. Viết về người đúng như nhà thơ người Cuba từng viết, Hồ Chí Minh, tên người là cả một miền thơ. Kết bài thứ hai, có thể nói Viếng Lăng Bác của Viễn Phương chính là kết tinh hoàn hảo nhất giữa tình yêu mến kính trọng của một người con Việt Nam với tài năng sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Viếng Lăng Bác không chỉ thể hiện niềm xúc động của Viễn Phương khi ra Viếng Lăng Bác mà còn thể hiện lòng biết ơn, kính yêu của nhà thơ đó đối với Bác. Đó cũng chính là tình cảm của tất cả người dân Việt Nam trước công lao to lớn của người dành cho đất nước, dân tộc. Nguyện ước được làm hàng tre trung hiếu bên Bác ở cuối bài thơ thật sự xúc động, bởi đó là tình cảm, là sự trân quý cao đẹp mà nhà thơ muốn gửi đến Bác. Bác tuy đã đi xa, nhưng hình ảnh của người vẫn luôn sống mãi trong trái tim, trong tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam. Như vậy, cô vừa hướng dẫn cho các em cách viết nghị luận về đoạn thơ, bài thơ, cụ thể là bài Mùa Xuân Nho Nhỏ và bài Viếng Lăng Bác. Đó là hai cái tác phẩm chính quan trọng của học kỳ 2. Còn bài thơ Sang Thu và bài Nói Với Con thì hai tác phẩm này đã được Bộ Giáo dục giảm tải. Các bạn chỉ tìm hiểu, tự học có hướng dẫn trong vòng một tiết về hai tác phẩm này. Cho nên là hai tác phẩm này nằm trong phần giảm tải, cho nên là cô không có hướng dẫn kỹ. Ở đây cô cũng có hướng dẫn cho các em ở bài Sang Thu thôi. Bài Sang Thu thì năm ngoái là thi kỳ thi tuyển sinh, các em đã làm rồi cái đề bài phân tích bài thơ Sang Thu. Còn bài Nói Với Con thì bây giờ cũng nằm trong chương trình giảm tải, và bài Nói Với Con thì nó cũng dài.
Cho nên là cô không hướng dẫn bài nói với con, bài sang thu thì cô cũng có soạn, cô đưa lên đây. Thì cách làm nó cũng giống như hai bài trước, thì các em sẽ quan sát ở trên màn hình cho cô. Như vậy, các em thân mến, cô vừa hướng dẫn cho các em cách làm nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ qua hai cái tác phẩm, ba cái tác phẩm chính mà chúng ta đã học ở chương trình học kỳ 2. Và chúng ta sẽ nắm nội dung bài học cho cô và viết thành bài văn nếu như có thể, để chúng ta chuẩn bị viết bài tập làm văn số 7 thật là tốt. Và khi trở lại trường học thì cô sẽ tiếp tục ôn tập cho các em quay trở lại với những tác phẩm bài thơ mà chúng ta đã học ở học kỳ 1, như là bài Đồng Chí nè, bài thơ về tiểu đội xe không kính nè, bài Đoàn Thuyền Đánh Cá, bài Ánh Trăng, bài Bếp Lửa. Như vậy tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.